Lỗi gì này? Đang dùng cái lỗi à? Ê Phúc, vào giúp tôi cái. Tôi không hiểu nó bị lỗi gì ấy. Đâu đâu, xem nào. Đấy, ông xem giúp tôi cái. Cái gì đây? Hả? Lỗi... Cái này là bị lỗi phần cứng rồi. Lỗi phần cứng á. Thế ông còn bảo hành không? Thế bảo hành bây giờ tôi hết mất rồi. Tôi vừa mới hết mấy ngày nay xong, bây giờ làm sao rồi? Hết bảo hành rồi. Thế mà không mua cái Apple Care ấy, gia hạn bảo hành thêm 2 năm nữa. Hả? Apple Care á? Apple Care là cái gì ấy? Chưa nghe luôn, chưa nghe bao giờ luôn. Ok, thế hôm nay tôi sẽ chỉ cho ông xem Apple Care là cái gì nhá. Mac One số 1 về Mac. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu Apple Care là gì. Apple Care là tên gọi tắt của Apple Care Protection Plan. Nó là gói gia hạn chính hãng những cái sản phẩm mới của Apple. Thông thường khi mà mỗi sản phẩm chúng ta mua từ Apple ấy, nó sẽ được mặc định và được bảo hành chính hãng trong vòng 12 tháng, kèm theo 90 ngày hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại từ ngày kích hoạt. Vì vậy, nếu mà sau đó chúng ta mua Apple Care thì chúng ta sẽ được những cái ưu đãi như sau. Đối với những cái sản phẩm như MacBook Air, MacBook Pro hay là iMac hoặc là Mac Mini thì sẽ được gia hạn bảo hành thêm 2 năm, có nghĩa là từ 1 năm chúng ta sẽ được bảo hành thêm 3 năm nữa. Đối với những cái sản phẩm di động như là iPhone, iPad hoặc là Apple Watch thì chúng ta sẽ được gia hạn thêm 1 năm nữa, có nghĩa là từ 1 năm cho lên tới 2 năm bảo hành. Có nhiều anh em sẽ hỏi là thế cái gọi Apple Care này nó có cái lợi ích gì không? Thì anh em yên tâm nhá, gọi Apple Care này sẽ có những cái hỗ trợ như sau. Một, đó là sẽ thêm từ 1 đến 2 năm thời gian bảo hành chính hãng từ Apple tại tất cả những cái trung tâm bảo hành được ủy quyền của Apple trên toàn cầu. Cái điểm thứ hai đó là không giới hạn trên số lần bảo hành trong thời gian áp dụng. Đối với gói Apple Care thì các bạn hoàn toàn yên tâm là được thoải mái sử dụng những cái dịch vụ hỗ trợ bảo hành mà không cần phải để ý đến cái số lần sửa chữa, với chi phí là 0 đồng, có nghĩa là miễn phí đấy ạ. Cái điểm thứ ba đó là linh kiện thay thế thì là chính hãng và hoàn toàn miễn phí. Đối với tất cả các cái linh kiện như là phần cứng hay là bo mạch chủ, màn hình lẫn bàn phím, nó mà gặp lỗi trong cái quá trình sử dụng thì sẽ được thay mới hoàn toàn và không phải là sửa chữa đâu nhá. Và bạn sẽ không mất thêm bất kỳ cái chi phí nào cho cái việc thay thế và sửa chữa này. Cái điểm thứ tư đó là chúng ta sẽ được bảo hành toàn bộ sản phẩm cùng những phụ kiện kèm theo. Với Apple Care các bạn sẽ được thay thế mới hoàn toàn những cái phần cứng lỗi trên sản phẩm. Với những cái sản phẩm Mac thì các bạn sẽ được bảo hành toàn diện từ màn hình, bàn phím, touch bar, pin hoặc là bo mạch chủ cho đến cả dây sạc máy tính nhá. Và đối với những cái sản phẩm mà các bạn sử dụng, nếu mà trong thời gian các bạn đi bảo hành mà pin dưới 80%, các bạn sẽ được thay mới hoàn toàn. Cái điều thứ 5 đó chính là chúng ta sẽ được hỗ trợ về kỹ thuật và sử dụng sản phẩm qua điện thoại từ 2 đến 3 năm. Mặc định đối với mỗi sản phẩm thì chúng ta sẽ chỉ được áp dụng trong vòng 90 ngày, nhưng đối với Apple Care thì khác, nó sẽ được tăng lên từ 2 đến 3 năm. Các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài của Apple là 1-800-1127 thì đội ngũ nhân viên của Apple sẽ tư vấn cho các bạn những cái kỹ thuật cũng như là phần mềm sử dụng nó sẽ như thế nào. Và các bạn yên tâm, đó chính là việc chúng ta gọi điện bằng ngôn ngữ nào thì nhân viên của Apple sẽ tư vấn bằng ngôn ngữ như thế. Vậy làm sao để chúng ta có thể mua được cái gói bảo hành mở rộng này? Anh em yên tâm là chúng ta có thể mua bất kỳ lúc nào trong cái khoảng thời gian bảo hành 1 năm mặc định của hãng. Nhưng mà mình khuyên là anh em nên mua cái gói này sớm sớm một chút để chúng ta có thể hưởng được những cái ưu đãi với mức giá hấp dẫn, cũng như là chúng ta sẽ không bị quá hạn trong cái trường hợp mà bị quên như cái trường hợp ban đầu ấy nhá. Và thời gian bảo hành của gói Apple Care gia hạn sẽ được tính là từ cái thời gian bảo hành mặc định, chứ không phải là cái thời gian mà chúng ta bắt đầu mua gói Apple Care nhá. Nên là nếu mà chúng ta mua vào thời điểm mới mua máy hoặc là thời điểm gần hết cái bảo hành mặc định thì nó vẫn sẽ tính như nhau. Và nếu mà các bạn sử dụng hết cái gói Apple Care thì chúng ta sẽ không thể gia hạn thêm được nữa, có nghĩa là chúng ta sẽ được tối đa từ 2 đến 3 năm bảo hành nữa thôi. Trên đây là những thông tin về Apple Care dành cho bạn nào quan tâm đến những sản phẩm của Apple. Và hiện tại ngoài kinh doanh những sản phẩm như Mac hay iPad thì Mac One cũng đang bán thêm Apple Care với mức giá vô cùng ưu đãi và có áp dụng giảm giá ngay cho khách hàng khi mà mua kèm máy mới tại cửa hàng. Và các bạn quan tâm thì có thể ghé qua Mac One để được tư vấn cụ thể hơn nhé. Ok, và hẹn các bạn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Mở rộng khẩu hình nào?
Chúng ta sẽ đến với cả... Ok chưa? Anh đang quay chưa? Anh đang quay rồi đúng không?